Chào Gia Long, xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị mình ạ. Hôm nay buổi tối chủ nhật quý vị nhé, ngày 24 tháng 4. Nãy thì Long chia sẻ cuốn video tổng thể tại vườn em trái tường đá ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đây. Chúng ta cùng đi ngắm nhìn quanh khu vườn của em trái tường đá. Thì hiện tại có rất nhiều tác phẩm cây bonsai đấy. Quý anh chị mình chúng ta cùng đi tìm hiểu, cùng tham quan xem được tác phẩm nào vừa ý không quý vị ha. Đầu tiên thì cũng xin chào em trai tường đá nha. Dạ em xin chào mọi người ạ. Chào mọi người đã đến với trang tường đá của em ạ. Lâu cũng lâu rồi mới gặp lại mọi người. Cũng khá lâu rồi mới lên lại clip dạ, em Long khá ha. Lâu rồi anh. Nãy mình sẽ chia sẻ tổng thể khu vườn đi em Long ha. Dạ hôm nay thì em sẽ chia sẻ tổng thể cái khu vườn của em nha cả nhà. Địa chỉ của em là 72 Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nha cả nhà. Số điện thoại của em là 0937822123. Số đó cũng là số Zalo của em nha. Mọi người có cần nhu cầu gì đó thì cứ alo cho em. Lần trước thì do em Long bệnh nên là nhờ bà Trang ha đừng giới thiệu một số tác phẩm cây rồi đấy. Hôm nay thì cũng nói với em Long là mình chia sẻ tổng thể là khu vườn để quý anh chị mình ngắm nhìn chơi một số tác phẩm cây tại vườn nha. Thì cũng hy vọng quý anh chị mình nhận ra chút thời gian để chúng ta theo dõi clip hôm nay quý vị nhá, sẽ quay tổng thể khu vườn đấy. Đây ví dụ ngay kế gần đấy thì có một em Mai Như Thủy hay. Dạ. Tác phẩm cây Mai Như Thủy, cây này thì nói chung là cực kỳ già luôn rồi. Dạ. Dạng tông cao, nu mật khỉ. Dạ. Dạ, cái này già hỏa đá luôn đó quý vị ạ. Cái này già cực kỳ, già nó bạc trắng. Quý anh chị mình có thể thấy mà nó có những cái nú, dạng nú mật khỉ đấy. Nú rất là nhiều hả? Dáng mẫu tử, thân đây. Mẹ đang che chở cho nhánh con. Ừ. Cũng rất là hay quý vị. Quý anh chị mình có thể thấy được những cái phần cột cân ở trên cổ ngọn này. Nuôi gần như liên lạc luôn. Liên lạc và nu. Dạng nu mắt khỉ này, nu nó lên tới trên cái phần các cái chân cân nhỏ trên luôn quý vị ạ. Ở phần con tử bên này thì nó có cái mặt cắt này còn siêu siêu theo gần như là liền hết rồi ha. Nó gần liền á. Cái này nói chung là hoàn hảo rồi. Không bị cháy tụt bất cứ chỗ nào luôn quý vị ha. Cái này quá ok. Dạ cây lắm. Cây cần mịn màng. Điều biệt thì nu hả? Nhiều nu, cực kỳ nhiều nu luôn quý vị. Gốc nu lên đó. Bộ đế này rất ok. Ừ. Cái này thì nó rơi vào bao nhiêu tiền rồi em Long? Dạ cái này 26 triệu anh ạ. 26 triệu hả? Dạ. Một em máy thủy. Sơ sơ cho mọi người thì dễ hình dung nha. Máy thủy nu mật khỉ quý vị ha. Dạ. Khoảng 50 nha cả nhà. Còn thân ở dưới là 50 cm, dạ. Cả to đó quý vị ha. Cao của nó là 1m1 nha. Cao là 1m1. Dạ. Ngang của nó là 90. Ngang là 90, giá là 26 triệu ha. Dạ, giá 26 triệu cho em mấy cái thủy nu mật khỉ này. Quý anh chị mình nhìn thấy này, có những cái nu như mật khỉ luôn quý vị này. Dạ. Thấy chưa? Đấy, nu nó như mật khỉ luôn á. Dạ. Đó, tất cả đều như vậy quý vị nhá. Đây là nu tự nhiên luôn á. Cái này nuôi cũng mười mấy năm. Ừ. Già cây lắm, già cây mà nó liên lạc được như thế này. Dạ. 26 triệu ha. Dạ, 26 triệu đó. Hết thèo luôn rồi, trên này cũng hết thèo rồi. Dạ. Giá cũng rất là dễ chơi cả nhà. Ừ. Đấy, chỉ cần làm nuôi nói chung cắt chuyển nhìn nó rất là giọt ngon luôn. Dạ. Nhìn cây nó duyên lắm anh. Ừ. Người chủ nhân làm cây này rất là hay, rất là thích. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục đi tham quan những khu vực bên này thì có cây kim quýt. Dạ, cái kim quýt này thật sự lâu đời lắm anh ạ. Chủ nhân dạ. Nó cũng gần mấy chục năm rồi, 70-80 năm rồi. 70-80 năm cái kim quýt này ha. Dạ. Lâu đời cực kỳ. Cái này bồ đề cũng khá lắm đó quý vị ạ. Dạ, bồ đề khá. Chạy đều bốn mặt không? Dạ. Đều bốn mặt á. Đều bốn mặt không bị dạ. Chạy tuột gì luôn hả? Dạ ghê không? Dạ kim quýt nếu mọi người đã nuôi mọi người sẽ biết nó lâu khủng khiếp luôn. Này cái chỉ cần nó to lắm đó quý vị. Chỉ cần nhiều khi bằng cổ tay á. Chạy hay cái này thì chạy thì phải bàn cãi nè. Dạ, cái này bài thuốc nam đó. Cái này lấy chân ho y bài luôn. Thì ho hả? Dạ, chân với đường phèn á. À. Sắc cho mấy đứa em mấy em bé rồi. Thì ho cực kỳ hiệu quả. Chạy qua trời chạy luôn quý vị ạ. Chạy đầu cái cây như thế này này. Già hả? Cái này rất là già. Cái này thì bao nhiêu tiền đây? Dạ cái này rơi vào 22 triệu anh. Kim quýt này 22 triệu hả? Dạ. Em đo sơ cái hình để anh chị hình dung đi. Dạ, kim quýt như vậy cũng là gốc rất là lớn rồi nha cả nhà. Gốc này thì lớn rồi. Dạ. Em đo ngay chỗ của chỗ eo nha. Em không đo củ dưới. Chỗ eo này là 35 nha cả nhà. 35 cm, dạ. Ngay củ eo là 35 à. Của nó là 65. Ủa vậy là 65 cm hả? Dạ. Chiều cao của nó là 1m2 nha. Cao luôn 1m2. Dạ 1m2.
Ngang của nó là 1m15 nha cả nhà. Dạ là 22 chiều em Long hả? Dạ 22 chiều cả nhà. Đây Quỳnh Chi mình có thể những cái thấy được những cái đường co bẻ rất là gắt. Nói chung là từ thời xa xưa mà người ta đã bẻ được những cái co như thế này rồi. Chung kết mà bẻ mấy cái con này cũng khiếp. Khó chịu lắm. Nói chung là nó mềm dẻo. Ok mình một số cái khế rất là đẹp anh. Cái gân cũng già, cực kỳ già này. Trời, cái khế gân này mặt đế hết hồn nhỉ. Đây Quỳnh Chi mình có thể thấy một tác phẩm cái khế gân mặt đế này. Nhìn đã đời chứ một bạt để từ dưới luôn hả? Dạ, già cũng khiếp già. Đây Quỳnh Chi mình có thể cái khế gân là những cây khế gân đời đầu ấy. Đây, một mạng để như thế này luôn. Dạng bay bay ra. Dạ, dạng bay. Cái này lên cái chậu nó đẹp lắm. Cột cân thì cũng to hả? Dạ. Người dùng duy hết trơn luôn. Bằng cổ tay. Liên lạc không cần theo đâu quý vị nhé. Dạ, cái này liên lạc, khế gân thì liên lạc. Cái khế gân đây chúng tôi cũng đứng xa ra một xíu để nhìn tổng thể với tác phẩm cái khế gân này. Cái này thì cũng khá khá tiền em nhỉ. Dạ cái này 17 triệu anh. 17 triệu hả? Dạ. Em đã đo cụ thể cho mọi người xem. Còn cái bộ đế của nó là 1m1 nha cả nhà. Phần đế đó là 1m1 hả? Dạ. Phần ngay chỗ này là 45 nha. Thành ở đó là 45 cm. Thành 45. Chiều cao của nó là 70 nha cả nhà. Cao là 70 cm hả? Dạ. Chiều cao 70, ngang tàn của nó là 80. Ngang tàn là 80 cm. Dạ 80. Dạ là 17 triệu ha. Dạ 17 triệu. Đấy, một cái khế gân như thế này rất là già nha cả nhà. Thật sự cái này rất là già. Ừ. Đó có con khế gân bên này cũng rất là nghệ thuật này. Dạ, nó là một cặp anh, em lấy của ông chú. Cây này thì nó đẹp mê lắm, em thích cây này hơn. Cây này thì đường thân nó lắc và nó bẻ, nó hôi đâu lại. Dạ. Bên này quý vị này. Nhìn nó đã lắm anh, trời ơi cây này sướng cực kỳ. Em thích nó cách đây 4-5 năm rồi. À, nhìn cái dàn cột cân này, Quỳnh Chi mình này. Thấy đã đời chứ, nuôi này. Nó làm được cái lá xuống nhìn mê quá. Nó hôi ngon là duyên. Dân, cái da nhìn mọi người, nếu mà nhìn cây khế gân nhìn nó bạc mốc lên, cỡ này là cây nó cực kỳ già nha cái nhà. Nó là những cây khế gân đời đầu không này. Ngu này. Khế gân nó nổi tiếng là do giống như cái mạch máu của mình á, giống như cái gân guốc của mình á, người ta gọi là khế gân. Cây này đẹp lắm cả nhà. Cái này giá thì sao em? Giờ cái này giá 25 triệu anh. 25 triệu hả? Dạ. Đó sơ cái hình này luôn đi Long. Nhưng mà cái này do thích mình nó lấy nó giá nó hơi cao, mọi người thông cảm nha. Mê quá mà hả? Mê. Phần bộ đế của cái này là 1 mét nha cả nhà. Mình để ở dưới là 1 mét luôn ha. Dạ. Cái này nó giao nhau giống như một con thú nha cả nhà, nó liền lạc nha. Ừ. Dạ. Phần ngay chỗ eo này là 42. Hình đó là 42 cm. Dạ, chiều cao của nó là 1 mét nha cả nhà. Cao là 1 mét. Dạ. Ngang tàn của nó là 75. Ngang tàn là 75 cm ha. Dạ. Dạ là 25 triệu hả? Dạ. Thực sự mọi người có thể nghĩ nó có thể nó hơi cao nhưng mà thực sự là cây này nó già mà nó đẹp lắm cả nhà. Tìm ra cái đẹp như thế này dạ, là thực sự tiền có thể kiếm ra được chứ những cây đẹp có thể nó ít đi nha cả nhà. Ừ. Nãy thì cũng còn trong vườn còn nhiều cây lắm ha. Dạ, nhiều cây. Như dâu cái dâu siêu trái của em này. Dâu siêu trái này. Dạ, lá nó nhỏ xíu mà lá nó đẹp lắm nhanh. Lá này. Ừ. Lá nó xíu xíu à, mà trái thì khỏi phải nói. Trời ơi, trái kín bít luôn quý vị. Dạ, trái này nó khi mà nó chín rồi thôi cũng khiếp lắm. Trái kín bít luôn. Dạ. Kín bít cây luôn. Đặc biệt là cái bộ tàng của chủ nhân này người ta làm kỹ lắm anh. À, tàng ở dưới này hả? Mê cực kỳ. Đây. Phòng tàng ở phía dưới, cây to lắm quý vị ha. Cây này to cả nhà. Cái này phải tầm cỡ 4 người khiêng á. 4 người mà khiêng được hả? Dạ. Nó hơi nặng. Tại cái to dấu thì nó phải có những cái lũa như thế này đúng không? Dạ, đúng rồi, 10 cây như một đó. Ừ. Mà lũa nói chung là lũa này lũa chắc anh. Cũng lâu năm lắm à. To khủng khiếp luôn quý vị ạ. Dạ. Ba thân phúc lộc thọ. Ba thân. Dạ. Phun tang cái này phải tầm 1,5 m, 2 mét quá, 2 mét quá. 2 mét anh, 2 mét ạ. Phun tang khoảng tầm phun tang từ bên này qua bên này khoảng 2 mét đó quý vị ạ. Đo hết được rồi. Em đo cái này. Cái thân. Rồi cái này mà nó chỉ nó đỏ rực cây thì nhìn nó đã chịu không nổi lắm ha. Nhìn nó nhìn sướng. Cái này hoành 89 anh. Hoành nó là 89 cm. Ngay chỗ cái eo là 89 này. Chiều cao của cái cây này thì 90 anh. Cao 90. Cao 90. Còn cái này là hơn 2 mét đó em ạ. Dạ, nó dài lắm anh. Cái thước đo dài mà đo đâu được đâu.
Chắc hơn 2 mét là chắc rồi đó. Ừ, 2 mét anh, cả tầm 2 mét. Cái to lắm quý vị. Ê, quý vị có thể nhìn thấy cái sải bóng của nó ở trên này. To khủng khiếp luôn. Cái tàn nó mịn màng lắm anh, nhìn sướng cực kỳ. To mà đều mình hết trơn ha. Dạ. Mà đặc biệt cây này già đến nỗi mà lá nó rút lại còn cái xíu xíu à. Cái này mà có một cái không gian rộng đặt vào nhìn phê hả? Có không gian để trưng bày nó thì nó rất là đẹp. Thực phẩm cái khế gân, cái dấu cực kỳ đẹp đó quý vị. Dạ. Cũng lâu năm đó anh. Cũng... Tạo nên một cây như thế này đâu phải chuyển đơn giản đâu ha. Trời ơi, mười mấy hai chục năm anh. Ok, mình sẽ đi giới thiệu khu vực nào này em Long? À, cái này em báo giá luôn là 35 triệu nha. 35 triệu ha? Dạ, dạ. Cái dâu. Dạ, cây dâu. Cây to lắm. Dạ. To khủng mà. À, ở đây em thì còn cây lạc đà này này. Nó, à, cây lạc đà hôm trước. Có người cọc rồi nhưng mà cái điều là người ta cũng công việc này nọ quá, người ta không có lấy được. Hôm nay em xin giao lưu lại cùng mọi người. Một em lạc đà. Dạ. Cái này là em gắn cục đá cho nó vui vui chứ thực ra không phải cái đầu của nó nha cả nhà. Gắn cho nó vui thôi, nhưng mà con này thì nó được cái này. Cái cục này quý vị này. Này nó vẫn sống này, nó được cái như vậy ha. Nó đang sống anh, cái cục này đang sống. Cục đang sống luôn này. Cái này thì quý anh chị mình có thể mình phối vào những cái đồi tùng, những cái bên hồ cá coi đồ thì nhìn đã lắm. Đúng rồi, cái này nó là cái điểm nhấn cho cái hồ cá coi hay cái sân vườn của mấy anh chị ấy, là cực kỳ đẹp luôn. Cái này bữa trước nghe đâu cũng rất là nhiều quý anh chị chốt nhưng mà cũng chốt cho ông anh thì ông anh không lấy kỳ à. Em chốt là cho cái ảnh là rốt cuộc là anh lại không thấy nói năng gì. Một con lạc đà cực kỳ độc đáo. Đây quý anh chị mình có thể mình tưởng tượng cái này mà mình phổi vào trong một cái đồi tùng, đồi cây nào đó thì nhìn nó đã lắm. Nhìn nó hay lắm đó nha. Ừ. Cái này nó làm cây điểm nhấn cho cái sân vườn của mình là cực kỳ đã luôn nè. Cái thước em thì chắc em đo sơ cho mọi người dễ hình dung với cái bộ đế của nó nha. Này thì nó có một cái lưng gu giống như kiểu lạc đà luôn. Dạ dạ đó em. Em thường thường hay leo lên ngồi cho vui mà. Hoành này phải 2 mét đó cả nhà. Hoành 2 mét, hơn 2 mét rồi hả? Dạ phải hơn 2 mét đó. Em đo cái thước đâu có tới đâu. 2 mét đó. Ừ, thước mình đang còn thiếu một khúc rất là dài này. Ừ. Dạ. Một thân liền như vậy luôn đó quý vị. Dạ một thân liền lạc như cái nhà đây này. Cái bộ nếu mà nhìn cái mặt bên này thì nó đẹp hơn cái mặt bên kia nữa. Ừ. Dạ. Rồi đem đo cái em đo một cốt này nha, ngay cái cổ của nó nha. Một thân của nó là 78 nha cái nhà. Thân đó là 78 cm ha. Dạ, 78. Chiều cao của cây này lên tới này là lên đỉnh là 1m4 nha. Mà tư là mới tới đó thôi ha, chưa hết trên cái dạ, một chưa dạ, cần mới tới đó, chưa tới ngọn anh. Ngang của nó là 85. Ngang là 85 cm. Dạ. Cây này đẹp lắm nha cái nhà, cây thiên tuế nha cái nhà. Đấy thì đó cùng nói về quý anh chị mình, nếu như mình có một đôi tung hoặc là một cái hồ cả có gì đặt bên cạnh thì nhìn nó có hồn nó đẹp lắm. Nó sẽ tạo nên điểm nhấn cho một khu vực đôi tung hay hồ cá gì của mình nhé. Cái này em xin báo giá mọi người là giá 22 triệu nha. 22 triệu ha? Dạ, 22 triệu. 22 triệu cho một cái thiên tuế ha? Cái này ít có lắm cả nhà. Thực sự thiên tuế thì rất là nhiều nhưng mà có những cái gốc này thì rất là ít nha. Tìm được cái độc đạo như vậy nó ít. Dạ, ha? Cái này làm cái điểm nhấn cho cái sân vườn thì cực kỳ hay. Ô anh thả cái gì trên này nó bám luôn à, nó sống. Cái cây bồ đề anh, con bồ đề nó có hạt nó rơi vô, nó bám vô. Hạt nó rơi vào đây mà sống luôn. Hay vậy? Anh tính anh do cái rễ anh thòng xuống nó ăn chích trồng ở dưới á. Ừ. À, anh tính làm cái điểm nhỏ nhỏ cho đây cho nó hay. Nó hạt nó mọc đây mà nó sống nó hay vậy hả? Dạ. Nó bám rễ này, giống cái lán luôn á, sống kỳ sinh. Dạ. Vườn em thì còn nhiều lắm, em giới thiệu mọi người một số cây siro. Siro. Đây khu vực bonsai tường đá của anh chị mình có thể thấy này. Từ khu vực bên này này, bên này thì những cái dòng phối mình mới nhập về hả? Dạ, cái đó hàng cây ăn trái, cây công trình á. Em công trình. Dạ, cũng nhiều á. Dạ, cái phôi ha. Dạ. Cái này cái keo là cái nhà, cái me keo á. Cái me trái, keo. Dạ, cái trái mình nó sắn á. Ừ, trái ăn được luôn đúng không? Trái ăn rất là ngon á. Trái me keo, me ngọt. Cái cũng quái nhỉ? Dạ, cái đó em đang còn phải nuôi nữa. Cái này phải đang còn nuôi nữa. Dạ. Phôi thôi, mấy phôi thôi. Mấy phôi, em lựa mấy cái phôi nó đẹp á. Trời ơi, khu vườn của bà Sai Tường Đại của anh chị mình có thể nhìn thấy. Rộng lớn cực kỳ quý vị nhá. Mãi tiếp quan kia kìa. Rộng cả nhà. Hơi rộng. Nhiều cây lắm. Dạ. Quá cây, trời quá đất. Ly lớn. Này, em giới thiệu mọi người cây siro bạch tuộc này. Siro bạch tuộc. Dạ. Có đơn vị trả 3,5 tỷ rồi mà em chưa bán, mà đơn vị đó ở đâu thì em không biết. Siro. Đây trái siro này cả nhà. Trái nhìn đã ha. Dạ. Nói về cái này khoảng bao nhiêu tiền nhỉ em? Dạ cái này em giao luôn mọi người giá 18 triệu ạ. 18 triệu hả? Dạ 18 triệu cho cái siro này.
cây siro. Trái rất là nhiều nha cả nhà đây này. Trái nó mập dạp lên. Ui trái dạ. Nó đỏ tươi đẹp lắm nha. Chùm chùm trái dạ, hả? Dạ. Nó là một cây nguyên liệu để làm ra siro của mình đó. Ừ, dạ. Mực siro đó ha. Dạ. Đường thanh cụ đệ dưới vị trí mình. Nó giống như con bạch tuộc á. Nhất là bộ đệ ha. Dạ. Đệ đẹp lắm. Cây nhìn rất là hay. Những cái dàn cột cây ở trên này to hơn ngón tay cái này. Trên này cũng vậy. Liên lạc. Đo sơ thông số đi để nhìn dễ dạ, những okay. Em trai. À, hoành gốc của nó là 35. Hoành gốc là 35 cm. Dạ. Hoành tổng thể của nó là 1m4 nha cả nhà. Tổng thể của đế là 1m4. Bộ đế của nó là 1m4. Chiều cao của nó là 1m nha cả nhà. Chiều cao đúng 1m nha. Cao là 1m ha. Dạ. Ngang tàn của nó là 80. Ngang tàn là 80 cm. Dạ. Giá là 18 triệu ha. Dạ, 18 triệu ấy. 18 triệu cho cái siro như thế này quý vị ạ. Dạ. Quá trời quá đấy cây. Vườn thì còn nhiều cây là bao la rộng lớn lắm quý vị ạ. Cũng còn nhiều lắm. Kiểu như cái me trái luôn này cả nhà. Me nhỏ nhỏ nhưng mà trái này quá trời trái này. Dạ. Trái lòng thòng nhìn vui lắm. Bên này con trái bên này này. Dạ, cái này cây me dáng bay. Cái này thì giá 10 triệu ạ. 10 triệu hả? Dạ. Mấy cái me mà nó có trái nó già lắm nhanh. Đúng rồi. Thật sự là nó rất là già thì nó mới cho trái. Nhiều nhà me ở trong nhà trong vườn cũng có một khá khá cây đấy. Dạ, em cũng còn mấy cây. À, là, lâu lâu thì đi thăm. Ủa, mai cho Thủy bên này nhiều lắm em Long hả? Dạ, mấy hàng này hàng bình dân anh ạ. Hàng này thì khoảng bao nhiêu tiền cây cầm lên cây giới thiệu ạ? À, như cây này thì giá tầm 1 triệu rưỡi nè. Triệu rưỡi hả? Dạ. Khoảng giá cũng rất là dễ chơi. Triệu rưỡi cây. Dạ, triệu rưỡi. Nhiều lắm, mấy cây bên này vậy hay sao? À, cũng tùy theo cây nè, như cây này là 2 triệu rưỡi nè. Kiểu như cây trên là 2 triệu rưỡi. Dạ, 2 triệu rưỡi nè. Ừ. Cái cụm này thì 3 triệu rưỡi nè. Cụm rừng thì 3 triệu rưỡi. Dạ. Cũng đa dạng. Ờ, máy chú thủy côn quá trời, máy chú thủy đây. Dạ. Có cây lê kima này cũng hay lắm anh nè. Đó. Ba chỗ khác đi. Lê kima. Dạ. Lê kima. Ồ, con này thì già, kinh khủng già hả? Dạ, cục to. Cái này làm cái kia, sau này nó ngâm lại. Cái này thì mình hiện tại đang nuôi đúng không? Dạ, đang nuôi, nó chia sẻ cho mọi người. Ừ. Cái lê kima, cái trái nó màu vàng rất đẹp. Cần gọi, nhiều nơi cần gọi là cái trứng gà đó. Cái trứng gà đó. Dạ. Cái này thì cục đệ to khủng khiếp lắm. Dạ, cái này được cái nó lùn. Lùn hả? Dạ. Cái này đầu trái này mới đẹp nha. Dạ, đầu trái mà lòng thòng nó thì y bài anh. Và tương lai thì em sẽ làm cho nó đậu trái thôi. Ừ. Dạ. Nó nhỏ nhỏ vậy đầu trái nó mới quý. Dạ. Cốc anh này. Cái đây là những cái cây cốc rừng mà mình về mình ghép hả? À, cái cốc rừng em ghép cốc Thái á. Cái này nó nhìn như cái nốt nhạc hay cái gì anh. Nó có hai chân nó chéo lại nhau nè, nhìn tức cười lắm. Ở trên nào chưa ghép hả? À, em có ghép một bo dính rồi. À, có dạ. Ghép rồi hả? Dạ, có ghép rồi. Bây giờ đang chuẩn bị chờ cho nó sung bắt đầu nuôi nó. À. Nhìn hay ha. Tông cao, cốc mà nhặn tông cao. Hải châu thì phôi còn quá trời này. Ờ, cái này mới góc nhỏ, góc bên kia nó mới nhiều. Bên kia mày góc lớn nữa hả? Dạ, góc lớn, hành mà trăm mấy có. Hải châu hình trăm mấy luôn hả? Dạ có nhá. Kê hả? Mấy cây bướm á. À, cái bướm mình ghép gì? Dạ, cái bướm này mình ghép hải châu lá nhỏ vào. Ừ. À, cái này góc cẩm thì này cũng nhìn hay lắm trời. Kim cương. Dạ, mình gọi là kim cương đen. Kim cương đen á. Lá cũng rất nhỏ. Nhìn nó như ngọn núi á. Ờ. Cái này thì mấy tiền đấy? À, cái này 8 triệu. 8 triệu hả? Dạ. Kim cương đen. Dạ. Ừ, cũng vẫn nhiều lắm. Vườn không quá trời. Đi vòng 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 bàn kia quay tham quan cho quý chị mình ngắm nhìn tổng thể khu vườn còn bao la rộng lớn quá mãi hết bên kia quý vị hết cái bờ hồ kia luôn á. Dạ. Qua tới bên mái nhà kia còn nhiều lắm. À, cái này là cây cái gì ta? Cây điệp lao hay kiêu hùng gì đó? Kiêu hùng hoa hồng nha. À. Cái bộ xương cái này làm già lắm nha. Già cũng kiếm một cân đông dự ạ. Ừ, em đang thả cho nó to to xíu nữa. Nhưng mà cái này như mình bẻ lại là nhìn một cây nó phóng tàng đồ nó đều ráng luôn rồi. Em bảo dây lại lần nữa là đẹp cực kỳ. Ồ, cột. Thân nó bạc mốc luôn rồi anh coi. Mà nạc ha. Dạ. Nó cũng có một chút lũa. Lũa nhìn nó nhẹ thôi thôi. Nó mềm. Dạ. Nó quan trọng là cái tay cần người ta làm rất là ok. Cái này thì bây giờ là khoảng rơi khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, cái đó 17 triệu ấy. 17 triệu. Dạ, để em đo cụ thể luôn. Cái nào báo giá thì em đo kích thước luôn cho mọi người dễ hình dung. Cái này đường cái cột nó nạc. Dạ.
Cây này già lắm anh, bạc mốc cỡ này là rất là già này. Hoành này 60 nha anh. Hoành 60. Dạ. Chiều cao lên tới đỉnh là 1m1, à, chiều cao lên tới đỉnh là 90 nha anh. Cao là 90. Ngang tàn của nó là 1m2. Ngang tàn 1m2 hả? Dạ. Cây này em cắt sơ lại là cây này rất là đẹp nha. Cây này mà rực bông thì mọi người khỏi phải nói nha. Ừ. Bông đã cực kỳ đã. Cái loài này bóng nhìn giống như pháo hoa và nhìn đẹp lắm quý vị. Dạ, nhìn như giống như cái con công đang nở. Khu vực ngoài này, này còn bao la rộng lớn luôn. Dạ còn nhiều. Chắc đi vòng qua bên kia, đi vòng ngược lại ha em Long ha. À, đúng rồi. Đi đường này ha. Dạ dạ. Có cây này để em chia sẻ cho mọi người luôn nè. Cây này là cây cây cánh bướm. Cánh bướm hả? Nè anh coi nè. À nó như cái lá, nó như cánh bướm luôn. À, nó như con bướm đang đậu nè em thấy không? À, ừ. À thấy không? Bông của nó cực kỳ đẹp nha, bông nó màu hồng mà nó cũng giống như con bướm luôn. Ok à? À, bông nó đẹp lắm. Này, quý vị bên này. Lá như cái lá như con bướm vậy. À, ừ. Cái này hay. Nó lũa rất là nghệ thuật nha. Cũng to to hả? À gốc này lớn á. Cái này thì nhiêu tiền nè? Ờ cái này thì giá 12 triệu anh. 12 triệu hả? Dạ. Cái cánh bướm. Cánh bướm, hoa đẹp cực kỳ. Hoa nó màu hồng nó y như con bướm vậy. Do mình để như vậy chứ mà mình cắt tỉa ra nhìn dạ. Nó mới thấy rõ hả? Em phải cắt tỉa ra thì mọi người mới dễ nhìn. Ừ. Quay chẳng qua là quay sơ sơ vậy con chỉ thấy thôi chứ mà. Coi khéo nó lật em nhé. Đây, sau đường thân rồi mà sau nó còn hâm hồ hơn nữa ha. Dạ đúng rồi, mặt sau này nhìn nó đẹp. Đấy, này quý chị mình nhìn cái mặt phía sau này. À, nhìn nó nhìn đã chưa? Nhìn nó chảy xệ, nhìn nó đã lắm. Bông cái lá nó cũng đẹp quá trời nè, nhìn như con bướm em nhìn nó hay hay thôi. Đó như những con bướm nó đang đậu trên cái cành lá này nè. Nhìn này, mà cái này ra hoa này mới đẹp nha. Dạ, cái của này ra hoa nó thì đẹp. Nó ra hoa rồi chứ, nhà năm chưa thấy ra. Năm ngoái thì ra rồi. À. Nhìn ra hoa này mới vui á. Đi sang khu vực bên vòng bên kia hả? Dạ. Nguyệt quế. Nguyệt quế. À có cây mai chú thủy nè anh, cây mai chú thủy này hay lắm nè. À, mai chú thủy mà sao mà giống cái kiểu ghép cẩm thạch hay sao? Dạ, cái mai chú thủy này ghép cẩm thạch nhưng mà bông như bông hồng vậy đó. À. Bông nó là 36 cánh. Có cái bông nào đang nở thì em lấy cho anh xem nè, nha. Chưa thấy. Bông nó đẹp lắm, bông 36 cánh. Mai chú thủy mà ghép cẩm thạch quý vị ạ. Nè, bông nó đã nè, nhưng mà cái điều nó chưa nở. À. Nó nở bông nó đẹp lắm. Đây nè. À. Bông nó vậy nè. Nhưng mà bông là 36 cánh. Cánh của nó như cánh bông hồng vậy đó. Hay hay ha. Dạ, cái này hay lắm. Dạng cùng quải quý vị. Dạ. Mai chú thủy mà ghép cẩm thạch mới hay chứ. Dạ. Nó cũng là mai chú thủy nhưng mà nó dạng những nó dạng đột biến hay sao á. Dạ, dạng đột biến hồi xưa đó, và đầu bông như bông hồng á. À. Nhìn cũng hay hay. Dạ. Đây là còn một số đốm xưa này. À. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Dạ. Nhưng mà vùng rải tên thôi chứ hả? Dạ, nhưng mà cũng mấy triệu. Mấy triệu hả? Đây có cây sâm trái cũng hay lắm anh. Sâm trái. Dạ, sâm trái vàng rất ngây. Khai thác. Dạ, hàng khai thác. Sâm núi trái dạng phong tránh, cái này về quyển chị mình phổi lại nữa cũng là trở thành một cái đẹp đó đúng không ạ? Dạ. Cái này bộ xương nhìn ok hết anh, hoàn chỉnh này. Cái này giờ chỉ chơi thôi, sâm trái rất là nhiều nha cả nhà. Nhiều tiền không em? Dạ, cái này 12 triệu anh. 12 triệu hả? Dạ. Em đo sơ cái kích thước coi cỡ nào vậy? Hoành của nó là hoành gốc của nó là 32. Hoành gốc rồi đó. Em đo eo đi. Eo của nó là 17. Eo là 17. Dạ, chiều cao của nó là 1m nha cả nhà. Cao 1m luôn hả? Dạ. Ngang của nó là 90 nha cả nhà. Ngang tao là 90 hả? Dạ. Giá là 12 triệu cả nhà. 12 triệu hả? Dạ. Giá nó cũng rất là mềm nha. Ừ. Sao nuôi chạy hàng khai thác như vậy thì bây giờ kiếm đâu ra nữa hả? Dạ, với lại cái cây mà làm tay cành như vậy giá nó căng lắm anh. Ừ. Thì người ta nói tiền nào của đó mà. Dạ. Đây chúng ta đi cùng đi ra khu vực tiếp bên này hả? Dạ. Đây, chia sẻ khu vực ngoài này. Trời ơi, có cái súng trái quá trời trái này. À, súng nếp anh. Ôi trời ơi là trái. Đầu quỳnh gây luôn quý vị ơi. Cái này nhiêu tiền không nhỉ? À cái này 7 triệu mà em bán cho ông anh rồi, ông anh chưa thấy qua lấy. À, bán rồi hả? Dạ. Cái này cây mai mà em ghép cây mai cam anh. Cái bông nó màu cam á. Bông là màu cam à? Dạ, cái này gọi là mai cam á. À. Mai này là mai nhà mình. Nhưng cái điều là em ghép cái mọi dòng mai cam vào để cho nó lạ. Cái này thì chơi buổi Tết thì mình ra hoa đâu nhìn dạ. Mới thấy được hả? Đúng rồi, cái này chỉ bonsai làm cho vui mà. À. Nhưng mà con này thì nó khoảng bao nhiêu tiền?
Cây này thì giá 7 triệu anh. 7 triệu hả? Dạ. Mai đi mà gẹp mai cám rồi đúng không? Dạ. Cùng da cùng xu luôn đấy hả? Cây này cũng già chăng, cái bộ đế cực kỳ đẹp chứ. Ừ. Giá cũng rất là yêu thương. Để em đo cho. Đo cho mọi người dễ hình dung, nhiều khi khó ước lượng. Phần gốc của nó là 39 nha cả nhà. 39 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 65. Cao là 65 cm. Ngang tàn của nó là 50. Ngang tàn 50 cm hả? Dạ, cái này đang có phải làm thêm nữa, mới ghép à. Dạ là 7 triệu. Dạ, 7 triệu. Mai cam nha, em bao mai cam. Quá trời, quá đất trồng cây trong vườn quý vị ạ. Còn nhiều lắm. Nó cây dâu gốc lớn quá trời nè. Ừ, dâu này. Ừ. Dâu này là dâu siêu trái hết quý vị ạ. Dạ, dâu trái bự bự không anh? Trời. Nhìn nào cũng trái hết quý vị nha. Dạ, mấy cây này già lắm. Này lấy của mấy ông chú già già không ạ? Ừ. Nhìn nào cũng vậy hết á, trái nhiều lắm. Có cây giấy đỏ nhìn hay lắm anh này. Trời, cái màu bông giấy nó sao mà cái màu nó cái hóa nó đỏ tươi ghê vậy đó. À, mới gọi là đỏ đỏ rin á. À. Đỏ rin á. À, cục này, nhìn nó đã không? Cái bóng của nó nhìn cái bóng nó đảo quá. Dạ, bóng nó tươi lắm. Đỏ mà đỏ tươi luôn quý vị ạ. Dạ. Đây này. Bóng đỏ cực kỳ. Cái này thì mình đang xây dựng đúng không? Dạ, cái này em đang xây dựng, chắc chưa giao lưu. Chưa giao lưu được. Dạ. Giao lưu về quyển chị mình, nếu ai biết làm thì mới giao lưu. Dạ. Được chứ không. Là phải nuôi lên thời gian nữa cả. Ừ. Dạ. Trời, gọi cái em Hải Châu luân lược cái này sao? Chia sẻ cái Hải Châu luân lược này đi. À, Hải Châu luân lược này lá cái đọt anh này, anh coi này, cái đọt nó đỏ đẹp cực kỳ. Ừ. Đọt nó rất là đỏ nha. Nhận luân lược. Cái này tính ra hồi xưa là em bán rồi mà bị bom hàng. Bom hàng hả? À, rồi, nói chung là do bị dịch vụ á, dịch vụ người ta quăng gãy tàn gãy nhánh nó bắt đầu người ta không lấy nữa. Trời ơi, đợt đó lỗ te tua. Bây giờ nuôi lại hả? Dạ, nuôi lại. Cốt Hải Châu này cũng lớn lắm nha. Trời, em nuôi mà làm được bộ phom tang nó cũng mượt lắm đấy hả? Dạ, nó nuôi cũng lâu ạ. Nhưng con này thì được bao nhiêu tiền nhỉ? Bây giờ, hiện tại bây giờ đi. Hiện tại bây giờ thì giao lưu mọi người giá 10 triệu. 10 triệu hả? Dạ, giá cũng rất là dễ chơi. Cột cũng lớn đang, mà ha. Em đang thả thêm một số cốt rồi em cấp dịch lại là nó nhanh à. Ừ. Cột lớn lắm quý vị nha. Để em đo cho, em đo cho mọi người dễ hình dung. Phần cái này là 55 nha cái nha. Phần thân là 55 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 35. Cao 35. Một cao cốt đặc 55 quý vị nhé. Dạ. Ngang tàn của nó là 65. Ngang tàn 65. Dạ. Giảm 10 triệu ha. 10 triệu anh. Cái dòng này trái đã lắm quý vị nhé. Dạ, 10 triệu anh em về nuôi thêm thời gian nữa. Cái dòng này trái đã lắm nha. Trời, trái thì khỏi phải nói. Còn nhiều. Nhiều. Đủ các loại cây. Cây gì cũng đủ thứ hết á. Cây gì cũng chơi hết ha. Dạ. Đây tham quan khu vực này. Trời, gọi con cóc này, cóc lưng mời lấy về trước em hả? Dạ, khẩu đầy bác anh. Khẩu đầy bác. Anh tính gửi ra trường xem cái bánh. Trời ơi, như cùng nhìn thấy ha. Nhìn nó nhìn như tới téo sao á. Ờ. Cái này ngồi lên em cưỡi nó cũng được nữa. Ngồi lên được luôn hả? Nó chưa vui chứ ngồi lên nó cho vui vậy thôi chứ. Cây này chưa gẹp hả em Long? Dạ chưa, cây này cóc rừng chưa ghép. Nhưng mà cây này bây giờ hiện tại nó khoảng bao nhiêu tiền? Cái này hả? Cái này của ông anh, ông đang gửi nhờ em ghép giùm ổng nè. À. Trời. Ổng trước là nó cái bộ đế nó đây nè, mà ổng lật ngược làm cái con gì á. Ờ. Ổng kêu con voi mà em nghĩ nó giống khổ đại bác hơn. Giống khổ đại bác hơn. To khủng khiếp luôn quý vị ơi. Nhìn cây em nhìn nó em cười hoài à. To khủng khiếp luôn. Trời, đây còn nhiều cây lắm trời ơi. Bao la bản ngặt cây luôn quý vị ơi. Đây những cái cây Hải Châu hiện tại mình đang nuôi bên này đó. Dạ, Hải Châu nè, Hải Châu lá chung nè, Hải Châu lá nhỏ nè. Ừ. Gốc lớn 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 không á. Cái này thì đâu phải cây rính mà. Dạ cái rính á. Cây rính mà gốc bự vậy đó hả? Dạ, gốc nhiều gốc bự lắm. Cái này em về sau này em cũng ghép Hải Châu lá nhỏ vô hết rồi. Cái này không để về để lá chung được mà. Đâu sao đâu, để về để nguyên rính luôn đi. Dạ. Để nuôi cho nó sống cho nó tốt cái đã rồi bắt đầu mình tạo dạng sao ha. Dạ đúng rồi, nuôi bây giờ quan trọng cái để cho nó sung cây. Ừ. Nó sung cây rồi anh muốn làm sao cũng được chứ bây giờ nó đang yếu mà mình cứ. Trời, cây rính mà nó to cái này bây giờ đâu phải dễ kiếm đâu hả? Dạ. Ủa, gốc này đang còn nhỏ, có mấy gốc trong còn bự gì dữ nè. Đang nuôi lung sung ở trong này hả? Dạ, anh coi bên này nè. Chắc nghề thì khỏi phải nói, em chết vô tội vạ luôn. Ừ. Nói vậy mà mua về nó cũng rủi ro cũng nhiều lắm nha hả? Dạ, rủi ro nhiều chứ.
Ủa cái này là cây bướm nhá hả? Dạ cây bướm á, như gọi hải châu lá lớn á. À. Dạ. Thì nó cùng chung dòng thì mới ghép được. Cây gốc cũng lớn, gốc còn trồng. Nó lùm xùm có em cũng chưa dọn á. Rồi, còn bên này thì cây phối cũng nhiều lắm. Dạ, hải châu hàng nhỏ. Nhiều lắm cái việc. Này chắc trăm mấy cây. Trăm mấy cây luôn. Dạ. Quá trời. Để mình chỉ mới nhìn tổng thể khu vườn mà đi nãy giờ đi vòng mà giống như lạc ra giữa cánh rừng vậy đó. Đúng rừng luôn anh, em cũng chưa làm được cái gì nữa. Có cái xoài này chia sẻ đi Long ơi. À xoài tứ quý đó anh. Cái xoài đẹp quá. Xoài này gọi là xoài tứ quý nè anh. Trái để... là trái là bốn mùa. Có trái không? Trái chưa? Dạ chưa. Chưa trái hả? Có bốn mùa mà em chưa thấy cái mùa nào ra trái á. Cụ đế này. Nhưng mà thực sự là đã ghép xoài tứ quý, xoài bốn mùa đó mà chưa thấy ra trái. Mấy cái chi cân nó lớn xíu nữa thì ra trái gì. Dạ. Nhỏ con gòn vậy thôi. Chứ dạ, này nhưng mà giò xoài này cũng chắc mà em nghĩ cũng dễ ra thôi. Họ kêu để dài thì nó mới ra. À. Cái này nó giá nó cũng mềm đấy cả. Mấy triệu? Giá này 3 triệu rưỡi à. 3 triệu rưỡi hả? Dạ. Đó quý anh chị mình chơi cây ăn trái thì có thể mình lựa chọn những cây nhỏ gòn như thế này. Xoài này thì giá cũng rất là êm thưa. Thả về mấy trái nữa có phải đã đời không? Ừ. Nếu mà vô cái chậu thả mấy trái này là nhất gấp. Ừ. Ui bình quá trời quá đất. Nhiều khi tại em chưa sửa soạn gì á. Mọi người cũng thông cảm nha. Rồi mình đi dòng lại đây rồi mình kết thúc clip cũng khá dài rồi. Dạ. Hơn 30 phút rồi. Chia sẻ lại tổng thể khu vườn của bonsai tường đá để quý anh chị mình ngắm nhìn. Em góc này cũng hay lắm anh. Góc này hả? Ừ. Lùn lực ha. Dạ, mới nhìn như con gì nó bò á. Làm cục ở phía dưới á. Dạ. Em khoái góc những em khoái những cây bonsai ăn trái. Đúng rồi, thì theo mỗi người mà. Dạ. Người thì vừa thích dòng cái này thì dùng cái kia. Chắc nghề này. Dạ, chắc nghề cái lợn. Cái này về bữa em phải lúa lại. Phải làm lại đã ha. À, nuôi cái bộ tàn cho nó khỏe mình làm mấy hồi đó. Ừ. Nuôi cho nó lợn nè. Hải châu này. Dạ, hải châu. Cùng rừng hải châu mình mang cực kỳ đẹp này. Nhiều lắm. Rồi có lẽ là mình sẽ khép cuốn video này lại tại đây luôn ha. Dạ. Ngồi xuống lát lên lấy cái tông lên cái này cho nó đẹp quá. À rồi có lẽ là Long cùng với em trai Tường đã sẽ khép cuốn video này lại tại đây quý vị ạ. Thì cũng hy vọng quý anh chị mình xem cuốn video này, thấy được tác phẩm nào thì ủng hộ cho nhà vườn bonsai Tường đá quý vị nhé. Dạ. Em rất mong được mọi người ủng hộ. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm em thời gian vừa rồi. Em xin okay. Cảm ơn. Rồi thì Long cũng xin phép kết thúc cuốn video tại đây luôn. Phải hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những cuốn video tiếp theo ạ. Rồi, em xin chào mọi người.